Xin chào cả nhà, chào quý ông bà và các bạn đã đến với kênh 8 tin tức. Đừng quên ấn dùm cái nút đăng ký để không bỏ lỡ các video mới nhất. Và bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung Tùng Ba Ke gầm ghế đánh chết người đã bị bắt sau 3 năm trốn lệnh truy nã. Sau khi cầm ghế đập chết người trong một vụ hỗn chiến, Tùng Ba Ke đã bỏ trốn suốt 3 năm qua. Ngày 13 tháng 5, Công an tỉnh Lào Cai cho biết Phòng Cảnh sát Hình sự BC02 Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an tỉnh Hải Dương đã bắt giữ Nguyễn Văn Tôm, hay còn gọi là Tùng Ba Ke, sinh năm 1984, trú xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo ở thành phố Hải Phòng. Đối tượng bị truy nã đặc biệt về nguy hiểm về hành vi giết người. Theo tài liệu điều tra, vào năm 2017, Tùng Ba Ke cùng một nhóm bạn đến nhà của người quen ở huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương tụ tập ăn uống nhậu nhẹt tại đây. Sau khi cả nhóm rủ nhau đi hát tại một quán karaoke trên địa bàn, tại đây nhóm của Tùng Ba Ke đã xảy ra mâu thuẫn với một nhóm người ở trong quán hát. Trong lúc xảy ra xô xát, Tùng Ba Ke đã cầm chiếc ghế đập vào một người khiến người này tử vong ngay tại chỗ. Ngay sau đó, lực lượng chức năng công an đã bắt giữ các người kia, còn riêng Tùng Ba Ke đã nhanh chân mà co giò chạy mất dép. Sau khi phát lệnh truy nã, Công an tỉnh Hải Dương đã phối hợp với công an các đơn vị địa phương trên toàn quốc để tìm tên này. Sau nhiều năm xác minh, vào ngày 12 tháng 5, lực lượng công an tỉnh Hải Dương phối hợp với phòng BC02 Công an tỉnh Lào Cai đã phát hiện Tùng Ba Ke đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ thuộc khu vực khu công nghiệp Kim Thành ở phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai. Xác định được nơi ẩn náu của đối tượng, đến 10 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã bao vây, khống chế và bắt giữ Tùng Ba Ke thành công. Theo công an tỉnh Lào Cai, Tùng Ba Ke là đối tượng có nhiều tiền án tiền sự. Rồi, cảm ơn các bạn.